Theo em, chúng ta sẽ học bài tập làm văn tiết 2 của tuần 32, luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật. Có hai kiểu mở bài, đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Và cũng có hai kiểu kết bài, đó là kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. Bài 1. Đọc bài văn. Con công múa trả lời các câu hỏi sau. A. Tìm một đoạn mở bài và đoạn kết bài trong bài văn con chim công múa. B. Đoạn mở bài kết bài mà em vừa tìm được giống mở kiểu mở bài kết bài nào mà em đã học. C. Em có thể chọn những câu nào trong bài trên để mở bài theo cách trực tiếp, kết bài theo cách không mở rộng. Chúng ta sẽ lần lượt. Chim công múa. Mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa. Công thường đi từng đôi, nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gà, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gà nhà. Khi kiếm ăn hay nhẩn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công được thu lại như chiếc quạt giấy khép hờ. Nhưng khi con công mái kêu cút cút thì lập tức con đực cũng lên tiếng ực ực đáp lại, đồng thời xòe bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kỳ ảo sập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh. Đây chính là con công, nó xòe đuôi rất là to. Đây chưa có phần mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn lá khoe sắc sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa. Đây chính là phần mở bài. Và cái phần công thường đi đôi, nhẩn nha kiếm ăn đến nắng xuân ấm áp là phần thân bài. Và quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ của rừng xanh, nghệ sĩ múa của rừng xanh. Hai cái câu này là câu kết bài. Vậy thì cái đoạn mở bài này với đoạn kết bài chúng ta vừa tìm được đây. Đoạn mở bài này, đoạn kết bài được kết bài mở bài theo kiểu nào đã học? Theo kiểu có mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp, còn kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Thì đây là mở bài gián trực tiếp hay gián tiếp? Ở đây người ta nói mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn lá khoe sắc sống mơn mởn, rồi mới nói đến mùa xuân là mùa công múa, mới giới thiệu đến công, đúng không? Vậy thì đây chính là cái mở bài gián tiếp. Còn cái kết bài này, quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh. Đây là kết bài mở rộng. Thường là khi viết một bài văn, nếu mà kết mở bài gián tiếp thì nó sẽ hay hơn là mở bài trực tiếp, và kết bài mở rộng nó cũng sẽ hay hơn là kết bài không mở rộng. Vậy ý C, em có thể chọn những câu nào trong bài văn trên để mở bài theo cách trực tiếp, kết bài theo cách không mở rộng. Vậy thì ở đây, bài vừa rồi thì người ta đã mở bài theo cách trực tiếp, theo cách gián tiếp. Thì bây giờ chúng ta phải tìm một câu ở trong bài đấy để mở bài theo cách trực tiếp, còn kết bài theo cách không mở rộng. Để mở bài theo cách trực tiếp thì ta sẽ chọn gì nhỉ? À,
mùa xuân làm mùa công múa. Đấy, ta chỉ cần một câu này thôi nó cũng đủ một cái mở bài rồi. Mùa xuân làm mùa công múa chấm xuống dòng ta viết cái đoạn này, đoạn 2 đoạn thân bài này. Vậy thì cái câu này mùa xuân làm mùa công múa. Mùa xuân làm mùa công múa thì đây chính là cái kết à cái cuốn mở bài. Mở bài trực tiếp nói luôn đến cái mùa xuân làm mùa công múa. Đúng không? Rồi để kết bài không mở rộng, đây là kết bài mở rộng. Còn để kết bài không mở rộng thì ta sẽ dùng cái câu nào? À, cái câu này, chiếc ô màu sắc đẹp đến kỳ ảo sập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Vậy thì ta sẽ chọn cái mở bài trực tiếp, đó là câu là mùa xuân là mùa công múa. Còn bên này là mở bài gián tiếp, là bài là cái câu trong bài của người ta, đúng không? Ta sẽ chọn cái câu này làm câu mở bài trực tiếp. Giới thiệu luôn đến là mùa xuân là mùa công múa luôn. Còn ở đây người ta nói là gì nhỉ? Nói đến cái khác, sau đó người ta mới nói đến cái mùa xuân là mùa công múa này, thì đây chính là gián tiếp. Có mở cái bài mở rộng, đây là cái bài mở rộng của bài. Có là cái bài mở rộng không mở rộng. Ta sẽ dùng cái câu này. Thì mở bài gián tiếp là mở bài đi từ một vấn đề nào đó rồi mới dẫn đến giới thiệu con vật được tả, đúng không? Còn mở bài trực tiếp là giới thiệu ngay vào cái con vật được tả. Đấy. Bài 2. Viết một đoạn mở bài cho bài văn tả con vật em vừa làm trong tiết tập làm văn tuần trước theo cách mở bài gián tiếp. Đấy, bây giờ người ta gợi ý là chúng ta gì? Mở bài gián tiếp là mở bài đi từ một vấn đề nào đó rồi mới dẫn vào giới thiệu con vật được tả, đúng không? Đây yêu cầu là mở bài theo cách gián tiếp. Khác với mở bài trực tiếp là chúng ta giới thiệu luôn và cái con vật được tả đó, đúng không? Ở đây ta sẽ có bài tham khảo số 1 là bài tả, bài mở bài của bài tả về con. Xem là con gì. Gia đình em có rất nhiều vật nuôi, những con vật ấy rất là đáng yêu và dễ thương, nào là mèo, nào cá cảnh và cả hai con sáo rất hay. Nhưng người bạn thân thiết hay đón em từ mỗi cổng mỗi khi em đi đâu về là chú cún con. Đây chính là mở bài của bài văn tả về con chó. Cái câu cuối cùng này người ta mới nói đến con chó, đúng không? Còn những câu đầu tiên người ta chưa nói đến con chó ngay. Người ta giới thiệu hết cái này cái kia rồi, đúng không? Sau đó chúng ta người ta kết luận được là người ta nói về con chó, chính là tả con chó. Đây chính là một bài không cách gián tiếp. Hoặc là chúng ta cũng có thể tả con khác. Con mèo chẳng hạn. Vừa mới bước chân về đến nhà, nàng Mimi đã quấn lấy chân em, bộ lông trắng mượt như một cục bông mềm mại lăn tới bên em. Mimi là chú mèo mẹ mua tặng hồi sinh nhật vừa rồi của em. Câu cuối cùng này người ta mới nói đến đấy là chính là con mèo, tức là tả con mèo. Qua một số cái câu phía trước, đúng không? Rồi đến cái câu này là tả con mèo. Vậy thì đây chính là cái bài mở rộng. Tiếp theo chúng ta sang bài số 3. Viết kết bài cho bài văn tả con vật em vừa làm trong tiết tập làm văn trước theo cách kết bài mở rộng. Ở đây chúng ta sẽ viết bài văn. Viết kết bài theo cách mở rộng. Kết bài của bài văn tả con vật. Ví dụ như là bài giờ trước chúng ta sẽ tả con chó, thì bây giờ chúng ta phải viết một cái đoạn văn kết bài
mở rộng để tả con chó, đúng không? Hay là viết một cái bài mở rộng, và trước chúng ta tả con mèo thì bây giờ chúng ta sẽ viết một cái bài mở rộng về bài tả con mèo. Cái bài mở rộng là cái bài ngoài việc nêu những cảm nghĩ về con vật, chúng ta còn liên hệ và mở rộng ra nhiều các vấn đề khác xung quanh. Chúng ta sẽ có hai cái kết bài mở rộng. Bài kết bài thứ nhất là cái bài của con tả về con chó, cái bài thứ hai đó là cái bài tả về con mèo. Giờ đây Lulu như là một thành viên không thể thiếu trong gia đình của tôi. Như tôi vậy, và chú chó như một món quà, là một người bạn rất quan trọng đối với tôi. Kết bài thứ hai đó là cái bài tả về con mèo. Từ ngày có Mimi dẹp loạn lũ chuột, nhà em bình yên hẳn. Mọi người trong gia đình ai cũng yêu mến Mimi. Nàng ta đã trở thành thành viên của gia đình em từ bao giờ không hay. Bây giờ tôi có bài tập củng cố như sau. Trong hai đoạn văn sau, đoạn văn nào là đoạn văn mở bài gián tiếp? A. Phương Đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn răng kín. Răng kín, để biết sao chính tả. Răng kín. Bỗng một tiếng gà gáy vang động xé tan màn sương sớm. Đó là tiếng gà gáy của chú gà trống nhà em. Để tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mẹ em nuôi một đàn gà. Trong đàn gà đó, em thích nhất là chú gà trống. Ở đây ta thấy là ở cái ý B này, người ta nói luôn là gì nhỉ? Mẹ em nuôi một con gà, đúng không? Mẹ em nuôi một đàn gà. Và trong đó là thứ nhất là chú gà trống. Còn ở đây, ở chỗ ý A này, qua một số cái tả, đúng không? Thì bắt đầu cái cuối cùng mới nói đó là tiếng gà gáy của chú gà trống nhà em. Vậy thì ý A là chắc chắn là cái phần kết bài và mở bài gián tiếp. Còn ý B là mở bài trực tiếp, nói luôn vào con vật tả luôn, đúng không? Là con gà, đúng không? Vậy A này chính là đoạn văn mở bài theo cách gián tiếp. 2. Trong đoạn văn sau đây thì đoạn nào là đoạn kết bài mở rộng? A. Chú mèo giúp gia đình em bắt chuột, vì vậy em rất yêu quý chú. B. Chú gà trống vừa đẹp vừa oai vệ và dũng mãnh. Ngoài ra chú còn là chiếc đồng hồ báo thức chính xác, vui nhộn, sống động nhất mà các hãng đồng hồ hiện nay chẳng bao giờ tạo ra được. Vì vậy em chăm sóc chú thật chu đáo. Tôi thấy là cái mở bài trên rất là ngắn gọn, đúng không? Nói luôn chú mèo giúp gia đình em bắt chuột, vì vậy em rất yêu quý. Nói luôn cái ích lợi của nó, đúng không? Và cái tình cảm của chúng ta đối với nó. Còn ở đây, ngoài cái ích lợi và tình cảm ra, đúng không? Còn có chăm sóc nữa, đúng không? Có rất là nhiều ích lợi khác nữa. Như vậy ở đây, ý B chính là cái mở kết bài mở rộng. Còn ý A là kết bài không mở rộng. Dù kết bài nào cũng đúng cả, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng là sử dụng cái mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng thì bài văn nó sẽ được hay hơn.